Xin chào, kính chào các nhà, quý VTV, xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ 2, 8 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, có một chuyện lạ, người ta không biết tại sao mà trong vòng chưa đầy một năm có bốn đại sứ ngoại quốc ở tại Bắc Kinh, nói chung là tại Trung Quốc, qua đời ở tại đây. Đó là vì Chủ nhật vừa rồi đại sứ của Miễn Điện tại uh, Trung Quốc, đó là ông Umiotanpe đã qua đời. Đó là theo cái tờ báo của uh, Bộ Ngoại giao Miễn Điện cho biết nhưng mà họ không cho biết là chết vì sao. Ông này hôm nay tờ báo mới cho biết nhưng mà chết ngày hôm qua. Thì đó là cái trường hợp mà mới nhất là ông đại sứ của miền Điện. Rồi trước đây thì thưa quý vị, ông này đó thì ông được bổ nhiệm làm đại sứ của Trung Quốc từ năm 2019 và ở đó làm việc ở đó cho đến khi mà xảy ra cái cuộc mà đảo chính vào tháng 2 2021 và ông vẫn làm cho đến bây giờ. À, như vậy đó là trong vòng chưa đầy 12 tháng qua, ông là người thứ tư uh, bị chết ở tại uh, Trung Quốc. Như một lần nữa, chúng tôi cho quý vị biết là bên miễn điện không cho biết lý do. À, trước đây thì uh, cái người đầu tiên mà chết đó, đó là ông Jan Hackler, 54 tuổi, đại sứ của Đức chết hồi tháng 9 năm ngoái sau khi chưa đầy 2 tuần được bổ nhiệm làm đại sứ tại Bắc Kinh. Rồi trong tháng 2 năm nay ông Saki mươi 65 tuổi đại sứ tại của Ukraine cũng bị chết sau khi uh, ông uh, đi tham dự một đến thăm một cái nơi ở đại hội uh, của thế vận hội mùa đông hồi tháng 2. Và sau đó thì là trước ông đại sứ bên điện thì là đại sứ của Philippines Ông Jose Santiago Chito Star, Romana, 74 tuổi. Ông này uh, chết ở tại tỉnh An Huy hồi tháng 4 năm nay. Như vậy là tháng 9 năm ngoái cái ông đầu tiên là ông Đức. Cho đến tháng 2 năm nay thì là cái ông của Ukraine. Và đến tháng 4 năm nay là ông của Philippines. Và bây giờ tháng 8 là ông của Miền Điện. Thì người ta chưa cho biết vì sao uh, những người này chết họ không có nói lý do. Nhưng mà điều người ta thấy lạ là tại sao trong vòng chưa đầy một năm mà bốn đại sứ nước ngoài ở tại Trung Quốc qua đời. Liên quan đến câu chuyện cũ của cựu Tổng thống Donald J. Trump thì ngày hôm nay ký giả Maggie Hammerman của tờ New York Times cũng như CNN sắp sửa ra cuốn sách Conference Man. Bà tung ra cho thấy một cái, cái, cái hình mà trước đây người ta thường hay nói tới đó là ông Trump thường xuyên À, hay xé những cái tài liệu và bỏ vào bồn cầu để cho nó xuống đây là cái hình mà lần đầu tiên bà heberman đưa ra chuyện này trước đây cũng đã nghe có nhiều người nói nhưng mà nó không bằng chứng bây giờ bà này bà có cái hình này và bà cho biết là ở các nhân viên toàn ốc nói rằng là có lúc ông bỏ nhiều quá họ phải kêu thợ hầm cầu vô sửa lúc đó không biết tại sao nó nghẹt thì khi mà mở ra thì thấy là những cái giấy mà ông trump ông viết và đây là những cái tài liệu của những bản thảo ông quang vô đó rồi uh, trên máy bay F-1 cũng có lần người ta phát hiện ra luôn. Mà cái này, cái toilet này thưa quý vị là toilet trong cái chỗ ở của ông Trump. Trong chỗ ở nó gọi là residency ở trong tòa Bạch Ốc. Đó. Thì uh, cái chuyện này đã nghe người ta nói nhiều lần rồi. Bây giờ lần đầu tiên ở uh, bà ký giả Hemelman chia sẻ với trang uh, Ashot. Thì uh, khi hỏi đến cái chuyện này thì một phát ngôn viên của ông Trump nói với tờ báo mạng Ashot là ô ờ... Uh, đây là cái cách bà này báo bán sách bằng cách bà đưa cái bàn cầu lên trên hình ảnh để báo bán sách ông nói như vậy đó và chúng ta biết có nhiều người uh, thường xuyên bịa lên câu chuyện giống như cái chuyện mà uh, này để mà gây ấn tượng với giới truyền thông để mà bôi nhọ ông trump nhất là những người mà chống trump đó là theo lời phát ngôn viên của uh, ông trump nói như thế thì người ta mới lục lại trước đây văn khố quốc gia có xác nhận hồi tháng riêng là có một số tài liệu mà khi tòa Bạch Ốc nộp cho cái văn khố quốc gia quyết Sau khi mà tổng thống rời tòa Bạch Ốc Tất cả tài liệu đó đều phải nộp cho văn khố quốc gia để họ lưu trữ Coi như là tài liệu của quốc gia Thì văn khố quốc gia có xác nhận là một số cái tài liệu Bị mất những cái chỗ xé, những cái chỗ, có những chỗ bị xé Đó là cái người ta nói vậy Người ta không nói phải trâm xé hay không mình ta không biết Có xé, đó là xác nhận Và bây giờ cái bà ký giả này có đưa những tấm hình là có những tài liệu xé nhỏ dục ở trong toilet và trong tòa bạch ốc có xác nhận là có lúc kẹt phải đưa vô phải đưa thợ vô sửa thì họ mới phát hiện những cái giấy này và họ cũng xác nhận là à, trên máy bay F1 one họ cũng gặp vài lần như thế cũng liên quan đến chuyện ra mắt sách về ông trump ông trump này ông lên làm tổng thống như nhiều người viết sách đó <laughs> thì một cuốn sách nữa sắp sửa ra đời à, cuốn này đó là cuốn sách uh, gọi là gì thưa quý vị để coi uh, cuốn sách uh, The divider In The White House 2017-2021 Của một uh, ký giả Của một uh, nhà văn Của một tác giả sắp sửa ra Thì uh, Trong cái cuốn sách này uh, Tác giả này uh, Xin lỗi quý vị tôi lại không có tên tác giả ở đây Để chờ tôi xíu để tôi coi uh, Cái tên tác giả là cái gì để cho nó chính xác Bởi vì cái phần nó bị mất à, Để tôi coi là của ai à, Rồi tôi sẽ cho quý vị biết thì trong cuốn sách này thưa quý vị người ta kể lại là uh, cái uh, ông john kelly ông mà từng làm tránh văn phòng cho ông trump uh, thì uh, ông này có kể lại à cuốn sách này do hai người viết đó là peter parker và susan glasser uh, susan glasser hai tác giả này theo tôi biết là susan glasser là cái người mà làm cho đài abc thì họ kể cuốn sách này đó là ông John Kelly kể lại là ông Trump có lần nói đó Là ông khoái mấy ông tướng mà thời Đức Ông cần những ông tướng thời Đức vào, Quý vị đã nhớ ông John Kelly cũng là một đại tướng đó, Làm tránh vòng trong Trump Thì ông Kelly ông mới trả lời lại rằng là Trời ơi, ngài có biết không Ngày xưa là mấy ông tướng mà trong thời Đức Quốc xã của Hitler là âm mưu ám sát ông mấy lần đó Ông Trump nói no, no 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 mấy người đó là không bao giờ hết đó Tôi muốn những người mà trung thủy, những người tướng mà trung thủy, trung thành với tôi giống như Hitler, giống như tướng Đức đó. Tôi là ý ông nói rằng là uh, ông chê mấy ông này, ông bảo không thể tin được mấy ông tướng ở trong quân đội Mỹ. Ông chỉ ông muốn những ông tướng phải trung thành với ông. Thì nếu mà ai theo dõi ông Trump thì cứ thấy cái điều này cũng không có lạ gì hết. Ông đã từng là uh, mơ ước có những người phải trung thành với ông. Quý vị nhớ khi mà ông uh, đuổi cái ông uh, Jeff Sessions, đó, bộ trưởng tư pháp đầu tiên của ông, lý do là ông Jeff Sessions không trung thành với ông. Ông nói với ông Jefferson là anh phải trung thành với tôi anh bảo vệ tôi giống như Eric Holder đó. Khi làm bộ trưởng tư pháp dưới thời Obama là bảo vệ Obama. Ông ông Jefferson bảo không ngài, tôi bảo vệ hiến pháp thế là ông cho đi luôn. Tới lúc ông William 3 lên cũng vậy luôn đó. Thì bảo vệ ông được thời gian qua cái vụ mà điều tra của Robert Mueller nhưng mà đến cái vụ mà bầu cử đó, ông nói là bầu cử gian lận ông William Bao bảo không gian lận thế là đi luôn <laughs> ông và ông cũng từng mơ ước là Ô, phải chi tôi được cái là người dân bầu giống như mà bên Nam Hàn Nam Hàn cũng ở với Bắc Hàn vậy ý ông nói là Kim Jong Un Kim Jong Un là phải trung thủy tất cả cũng không trung thủy là tôi cho chó cắn hết đó đại khái như vậy thì đó là cái cuốn sách mà đi uh, The Divider hai chấm Trump in the White House 2017 2021 sắp sửa ra và có những chuyện như vậy sáng ngày hôm nay uh, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ kết án hai cha con Cái ông gọi là uh, Ông tên là Travis McMichael 36 tuổi là con Và người cha là Rick McMichael 66 tuổi Hai người này bị tố cáo là vi phạm dân quyền Đối với nạn nhân Amu Aburi Người da đen Trong cái vụ mà hai cha con này bắn chết Cái ông da đen hồi năm 2000 Người bên bìa bên phải à, Cái người giữa đó là công hàng xóm Thì ông này bị nhẹ hơn, ông này không bắn thì đó là theo tranh án Lisa Gobe cho biết như vậy Ba người này đã bị tòa của ở Georgia xử rồi hồi năm ngoái Thì hai cha con ông này đã bị trung thân Kỳ này thêm cái án trung thân Coi như hai cha con bị hai cái án trung thân Là bởi vì cái ông Oman Abri đó Ông là người da đen Ông chạy bộ vô trong khu vực da trắng Thế là bị hai cha con ông này phát hiện Bảo ông này đi đâu đây khu da trắng Tại sao chạy vô Thế là ông bố lái ông con xách súng dí theo dưới dí theo và xuống là dằn co gì đó thế là bắn cái ông da đen đó là cả hai bố con bây giờ hôm trước đã bị cái tội là hình ở tại tiểu bang Georgia là về cái tội gọi là kỳ thị giết người là bị trung thân bây giờ lên tòa liên bang bị thêm cái tội là vi phạm nhân quyền nó giống như cái trường hợp mà của ông George Floyd ở bên Minnesota đó bốn cảnh sát đó, đó, sau khi bị tòa án ở dưới tiểu bang xử hình sự xong lại bị tòa án liên bang nó xử với cái tội vi phạm nhân quyền thành nó tới hai tòa đấy đã. Rồi một chuyện nữa Cảnh sát Abukiki, Thành phố lớn nhất ở bên New Mexico Vì đang yêu cầu mọi người truy tìm chiếc xe Volkswagen Mà họ nghi là sử dụng để bắn chết bốn người đàn ông Hồi giáo Trong gần một năm qua tại thành phố Abukiki Và vụ mới nhất là ngày hôm Chủ nhật vừa rồi à, Đây là chiếc xe Volkswagen Thưa quý vị, bốn cửa màu xám đậm hoặc bạc với cửa sổ màu tối tức là có tem á, có có tin á, có thể là hiệu Jetta cảnh sát không nói rõ bức ảnh chụp ở đâu hoặc vì sao họ lại nghi ngờ chiếc xe có liên quan vụ án. Nhưng mà vụ án này làm bốn người đàn ông hồi giáo chết ở tại uh, Abu nó gây chấn động cộng đồng hồi giáo đây cũng như cộng đồng hồi giáo khắp nước Mỹ. Đó. Thì uh, bây giờ người ta chưa biết tại sao lại nhắm vào bốn cái nạn nhân này, đều là người hồi giáo cả. Đó là một người 27 tuổi, một người 41 tuổi, uh, một người 62 tuổi và một người là ờ ba mấy tuổi, đó là cho thấy rằng là cái tình hình bên Abu Kiki biển đang lo ngại vô cùng, nhất là cộng đồng Hồi giáo ở bên đó. Và thưa quý vị, Bộ Công Thương của Mỹ ngày hôm nay bắt đầu chính thức điều tra, tố cáo là Việt Nam mua thép của nước khác, xong rồi cuộn lại sức cản qua Trung Quốc, đó là thông báo của Bộ Thương uh, mại của Mỹ ngày hôm nay. Thì cái uh, loại thép này nó có tên là HS7306.61, và 7306.30 Nhập cảng từ Việt Nam Thì cái đơn tố cáo Là của các công ty Nuco Corporation Bunmu Stup Và Maruchi Steel Corporation Các công ty được tố cáo Là Việt Nam um, Coi như nhập cảng Những cái uh, tấm thép Mà gọi là hàng nguyên liệu đó Sản xuất ở bên Trung Quốc này, Đài Loan này Nam Hàn và Ấn Độ Sau đó đem về mới cuộn lại cuốn lại thành cái ống và đặt cái chữ đóng cái mát make in việt nam vô thì bây giờ người ta bị mấy cái hãng này tố cáo như vậy lại nhân An gian bởi vì mỹ đã cấm vận hoặc là đánh thuế rất cao mấy cái nước kia về thép của mấy nước kia vô tôi nói ví dụ đi mấy nước kia thép vô đóng thuế tới hai phần trăm thì ông việt nam vô chỉ đóng có năm phần thôi đó thì bây giờ ông việt nam mua cái đó ông về ông cuộn lại yeah, coi như vô đóng năm phần trăm coi như là bị tố cáo là ăn gian 15% phần trăm thì giờ không biết cái điều đó đúng hay không thì bộ thương mại mỹ bắt đầu ngày hôm nay điều tra và họ điều tra cái vụ năm ngoái như vậy là Việt Nam xuất cảng qua Mỹ khoảng 57.6 triệu đô la tiền thép. Còn năm nay thì họ chưa có con số nhưng mà họ tính là Việt Nam như vậy là không phải chỉ có sợ. À xin lỗi quý vị. Ngoài Việt Nam ra thì Mỹ cũng là đang điều tra các nước khác như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Indonesia Malaysia và Thái Lan, đó là câu chuyện như vậy. Và cuối cùng liên quan đến tin Việt Nam thì ngày hôm qua báo chí Việt Nam cũng như Bộ Văn hóa, Thể dục, Thể thao Việt Nam xác nhận hai cái nghệ sĩ ở Việt Nam mà bị bắt và tố cáo ở bên Tây Ban Nha tội hãm hiếp đó là ông nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồ Minh Anh đã về đến Việt Nam và được thả và được trả lại sổ thông hành. Chúng ta biết là trước đây khi mà bị tố cáo đó thì tòa án ở bên Tây Ban Nha họ tịch thu sổ thông hành mà không cho hai người này rời Tây Ban Nha bây giờ họ trả lại và cho về thì bây giờ chưa biết họ tình hình họ đi về đâu nhưng mà sáng 8 tháng 8 ngày hôm qua ông Tạ Quang Đông thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xác nhận là hai người này đã về đến nhà vào chiều 7 tháng 8 và ông nói rằng trước mắt hai người này sẽ làm việc với hai cơ quan chủ quản của họ ông Hồ Hải Anh thì sẽ phải làm việc với viện Học viện Âm nhạc Quốc gia tại vì ông là giảng viên ở đây. Còn Hồng, ông Hồng Đăng là nghệ sĩ trực thuộc nhà hát kịch Hà Nội thì hai nơi này là sẽ làm việc. Tuy nhiên báo Dinh cho biết ông Lê Anh Tuấn giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia nói rằng là biết thông tin Hồ Hải Anh về nhưng mà ông chưa liên lạc được với nhạc sĩ cũng như gia đình của ông Hồ Hải Anh. Ông còn nói luôn là từ ngày mà ông Hồ Hải Anh bị giữ lại bên Tây Ban Nha thì vợ bà ông Hồ Hải Anh cũng đi chung với ông nó về và coi như cúp phone là ông gọi là không trả lời đó thế thì bây giờ đó thưa quý vị À, chưa biết tình hình như thế nào nhưng mà ông anh Tuấn cho biết là lãnh đạo trường yêu cầu ngồi anh phải trình diện vào ngày 15 tháng 8 để làm việc sau buổi làm việc nhà trường sẽ đưa ra phương án xử lý kỷ luật trong khi đó ông Trung Hiếu giám đốc nhà kịch Hà Nội nói với Vietnamnet rằng ông Hồng Đăng đã về nước nhưng từ qua tới giờ ông chưa liên lạc được với nhân sự của mình à, không biết hai người có dùng số điện thoại khác hay không chúng ta chưa biết nhưng mà thưa quý vị Ờ, bây giờ người ta chưa rõ là hai người này được thả về luôn hay là thả về Mà trong đó có cam kết là sẽ quay trở lại nếu vụ án tiếp tục Nói chung là bây giờ không biết như thế nào kia là nhiều người tưởng là tới đây hết nhưng mà chúng ta có thể không biết Nếu mà tình trạng mà nguy hiểm có thể họ giữ lại Và bây giờ có thể lâu quá họ có thể thấy cuộc, là cuộc điều tra lâu quá Họ cho về nhưng mà với cái điều kiện anh phải ký và anh sẽ quay trở lại khi mà tôi kêu ra tòa Và cũng có trường hợp thứ ba là họ hoàn toàn vô tội và được thả về nhưng cái lạ đó là họ về thì hôm qua giờ không thấy học báo nhiều người nói rằng nếu mà vô tội là họ sẽ học báo họ nói là à, ah, bây giờ chúng tôi vô tội chúng tôi được thả về và tòa nói là chúng tôi không dính cả thầy ra khi họ không học báo trong những ngày tới nếu họ không học báo và không tiếp xúc truyền thông nữa thì có thể là trường hợp thứ hai tức là gì anh đi về nhưng anh mai mốt anh phải cam kết là tôi kêu anh ra tòa là anh phải trở lại và có thể và có thể trong trường hợp này tòa là kêu luôn anh không được nói gì với ai cả đó là vì chúng tôi đang điều tra thì đó là những câu chuyện đó có thể xảy ra như vậy cảm ơn quý rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai